Tôi đã đeo đuổi từ lâu là phát triển không gian đô thị của Sài Gòn. Từ trước năm 1698 cho tới hiện nay. Nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ trình bày hai phần mà thôi. Tức là trước năm 1859 cho đến 1954. Bởi vì phần trình bày của tôi là dựa trên các bản đồ, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng nhìn trên một bản đồ. Cái bản đồ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu là bản đồ được vẽ vào năm 1795 của Lebrun. Cái bản đồ của ông Lebrun vẽ là cái bản đồ rất lớn, có một cái phần của chợ lớn nữa. Còn đây là cái bản đồ mà do một người khác vẽ lại gọn lại, vì hiện nay thì chúng ta chỉ có cái bản đồ vẽ gọn lại này mà thôi. Nên cái bản đồ này chúng tôi sưu tập được ở bên thư viện của BNF, Thư viện Quốc gia Pháp. Bản đồ này thì là được Lebrun được lệnh của khi Nguyễn Ánh, khi đó là chúa, ra lệnh để vẽ cái bản đồ này. Cái bản đồ này chúng ta thấy để là Plan de la ville de Sài Gòn. Như vậy là có nghĩa là thời kỳ đó cái chỗ đất này đã được gọi là Sài Gòn rồi. Bởi vì chúng tôi còn thường hay tranh cãi nhau là không biết là được gọi tên Sài Gòn là như thế nào. Nhưng mà cái bản đồ này cho thấy là cuối thế kỷ thứ 18 thì cái mảnh đất này đã được gọi là Sài Gòn rồi. Bản đồ này cho thấy hai cái đô thị. Cái đô thị phía trên là đô thị Bến Nghé, và đô thị ở phía dưới là đô thị Chợ Lớn. Bây giờ chúng ta đi vào sâu vào đô thị Bến Nghé. Ta thấy đô thị Bến Nghé nằm phía nam của rạch Bến Nghé, của rạch Thị Nghè, và bên cạnh bờ sông Sài Gòn. Phía bắc là Arroyo Thị Nghè, phía nam là Arroyo. Và ta thấy ở trong cái đô thị Bến Nghé nó có chia hai phần rõ rệt. Một phần là cái thành Bắc Quái, còn gọi là thành Quy. Một phần xung quanh là nhà cửa, đường xá và dân cư. Bây giờ chúng ta có thể đi sâu vào cái thành Bắc Quái. Công trình nằm ở trong cái thành Bắc Quái đó. Không biết quý vị có thấy được rõ không? Chúng ta thấy rằng là A là cung điện của người Ánh, B mà thời đó gọi là hậu điện, tức là cung điện của hoàng hậu, tức là vợ của người Ánh. C là Palais du Prince, thế điện, tức là cung điện của thái tử. Và D là y viện. E là magasin de troupes, tức là kho đồn điền. F là cuộc chế tạo, arsenal de force. G là trại súng. H là khoa hỏa dược, magasin de poudre. Cái L, cái Y là corps de caserne, là trại lính. Chúng ta đã đến khu đô thị Chợ Lớn. Thì là chúng ta thấy là quy mô của của Chợ Lớn nhỏ hơn là Bến Nghé. Và đây là một nơi đông dân. Và cái khu đô thị này có hệ thống ngang dọc thành các ô bàn cờ. Ở cái phần của phía bắc thì ta khi nếu nhìn kỹ thì ta sẽ thấy là một cái số cầu đã được xây, mà cái cầu đó thì tôi đã lấy lại cái bản đồ để so sánh. Đây là ba cái cầu mà hồi đó đã có trước khi thành Quy được xây dựng, là cầu Bông, chúng ta thấy cầu Thị Nghè ở số 6, và một cái hồi đó một cái hệ thống đường đi đi ra Trung thì miền Tây đã có, gọi là hồi đó gọi là Thiên Lý Cù. Tôi đề cập tới cái hệ thống đường thủy của hồi đó. Chúng ta vừa mới nói đường xá, bây giờ tới nói đường thủy. Thì đường thủy thời đó thường thủy rất là được trọng dụng, bởi vì đường bộ chưa được phát triển. Và cái vùng hàng hóa từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long để đi đến Sài Gòn thì đi đến bằng đường thủy. Và chúa Nguyễn, khi đó chưa có Nguyễn Ánh, đã cho đào một cái kênh gọi là kênh Rục Ngựa vào năm 1772. Ngoài cái các hệ thống đường bộ và đường thủy thì là cái bản đồ này cũng cho thấy một hệ thống phòng thủ rất rõ ràng, mà
Đầu tiên tôi nói sẽ nói tới là cái lũy Bán Bích, và ở phía dưới con sông Sài Gòn chúng ta tới hai cái đồn là Hữu Bình và Tạ Định. Đây là cái đồn Hữu Bình. Đồn này thì cũng do là Mallory vẽ lại. Thì vị trí của cái đồn này thì nằm dưới chân cầu Tân Thuận hiện nay, nằm bên bờ sông Sài Gòn. Và cái đồn bên kia sông là đồn Tạ Định, là còn gọi là đồn Cá Trê, hiện nay nó nằm ở Thủ Thiêm, nó nằm bên cạnh Ủy ban Nhân dân thành phường An Lợi Đông ở Thủ Thiêm. Đó là tôi vừa trình bày xong cái phần mà trước 1802. Bây giờ tôi xin vào Sài Gòn thời Nguyễn, tức là 1802 tới 1859. Bây giờ Sài Gòn thì vốn là nằm ở Gia Định, và cái Gia Định được đổi thành là gọi là tỉnh Gia Định. Và Sài Gòn tới thời kỳ này thì là tàu thuyền nước ngoài đã đến buôn bán rất nhiều. Và thời kỳ này chúng tôi dùng bản đồ Trần Văn Học. Bản đồ này được vẽ vào năm 1815. Ở trên bản đồ này chúng ta thấy vẫn còn thấy là cái thành Bắc Quái, và phía dưới là chợ là Bazaar Sinh Hoa, tức là chợ lớn, được vẽ trọn vẹn. Trên bản đồ chúng ta thấy cái chữ là Gia Định Thành bằng chữ Hán. Thành này có nghĩa là một cái vị trí của một cái đơn vị hành chính chứ không phải là bức thành. Đây là cái bản đồ Trần Văn Học mà chúng tôi tô màu lên màu vàng để cho thấy là cái cư trú, dân chúng cư trú như thế nào ở thời kỳ đó. Và đây là một cái bản đồ mà thể hiện cái bản đồ của Trần Văn Học á, thì không thể hiện cái con kênh Tàu Hủ, bởi vì đây là bản đồ 1816, mà kênh Tàu Hủ thì được đào vào năm 1819. Và trong thời kỳ này một cái biến động đã xảy ra do cái cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, và cái thành Bắc Quái mà chúng ta vừa nói vừa rồi đã bị vua Minh Mạng phá hủy lên và xây một bức thành khác là thành Thành Phụng. Cái thành Phụng này nằm ở góc đông bắc của thành Quy, nhỏ hơn. Tôi sẽ trở lại cái sơ đồ của Mallory để thấy rõ cái thời nhà Nguyễn á, thì thành phố Sài Gòn nó chỉ có một cái sự thay đổi là thành Bắc Quái đã bị phá hủy và thành Phụng được xây. Bây giờ chúng tôi sẽ qua thời kỳ năm 1859 đến 1954. Vào năm 1859 như chúng ta đã biết thì là triều đình Huế bị thất thủ, và là vào năm 1884 thì là công nhận đô hộ của Pháp trên toàn Việt Nam. Và như vậy thì là Sài Gòn là nằm ở trong colonie française. Và đây là cái bản đồ Sài Gòn và vùng phụ cận năm 1862. Cái bản đồ này vẽ bằng tay, và chúng ta thấy được là Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn còn rất cách xa nhau. Trong thời kỳ đó là bởi vì chiến tranh cho nên là người dân ở tại hai khu đô thị này bị phân tán rất nhiều. Và ta thấy ở chỗ Bến Nghé, đô thị Bến Nghé, Sài Gòn đó, thì là dân chỉ sống thưa thớt bên cạnh sông. Trong khi đó ở dưới Chợ Lớn đó, thì đông đúc hơn. Sài Gòn tức là Bến Nghé thì các bạn thấy có màu đỏ mà nó thưa thớt. Còn ở Chợ Lớn thì các bạn thấy rằng là rất là đậm, màu đỏ rất đậm. Màu vàng có nghĩa là số dân, màu đỏ tức là cái không gian cư trú năm 1816 và tới năm 1862 thì ở Chợ Lớn có phình ra ở phía Bắc. Giải thích của vấn đề này là bởi vì khi chiến tranh thì Chợ Lớn không bị ảnh hưởng, mà chỉ có ở Bến Nghé mới bị ảnh hưởng mà thôi. Chúng ta qua một cái thời kỳ rất quan trọng của Sài Gòn là thời kỳ mà sau khi quy hoạch Cô Phan được áp dụng, được ứng dụng, Cô Phan vẽ một cái quy hoạch của Sài Gòn là Roger de Ville, một cái dự án về thành phố 500.000 người ở Sài Gòn. Đây là quy hoạch của Cô Phan. Quy hoạch này được thực hiện sau đó 3-4 năm sau đó. Và cái quy hoạch này là cái cơ bản của cái sự phát triển của Sài Gòn về sau này. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu bản đồ 1867. Ta thấy ở đây năm 1867 cái dấu vết của thành phố vẫn còn. Và đây là bản cũng năm 1867, chúng tôi có hai bản đồ của năm này. Và chúng tôi xin nói đến cái hệ thống giao thông của Sài Gòn vào năm 1867.
Từ khi vào thì người Pháp đã chú ý tới chuyện làm đường. Quý vị thấy những cái con đường màu tím, tức con đường mới xây sau khi Pháp vào Sài Gòn. Hệ thống này vẫn là giữ lại có ba con cái thiên lý cũ cũ. Nếu các quý vị thấy màu vàng, cái đường màu vàng tức là đường thiên lý cũ trước đây. Và đây là phần cư trú của Sài Gòn vào năm 1862 tới năm 1867. Chúng ta thấy chỉ có 62 tới 67 là 5 năm. Cái màu đỏ tức là phần cư trú đã có trước năm 62, và màu vàng tức là từ năm 62 tới năm 67 mới là xuất hiện. Như vậy là Sài Gòn sau khi bị dân bị đi thì đã trở về lại rất đông vào thời kỳ này. Và đây là một cái bản đồ vào năm 1878, và đây là ranh giới của Sài Gòn. Và cái hệ thống giao thông từ mà đây là bản đồ màu tím, tức là cho biết cái hệ thống giao thông từ một ngày từ mới sau này năm 1878 thì là những cái con đường màu tím này đã được xây làm thêm kênh rạch. Thì đây chúng tôi lấy lại cái bản đồ cũ nãy, thì là đây là cái phần chính của cái cột mốc hiện nay, và một số kênh rạch bị lấp đi bởi vì xây thành phố. Cái nào màu đỏ tức là kênh bị lấp đi. Và chúng ta thấy được một cái kênh là kênh Vành Đai. Cái màu xanh của cái bản đồ thứ hai lại là cái kênh này là nằm trong quy hoạch của Cô Pha và được đã hiện nay đã được thực hiện. Có nhiều giả thuyết cho rằng là quy hoạch Cô Pha không được thực hiện và cái kênh Vành Đai không có, nhưng thật sự nó đã có ở trên bản đồ. Nếu quý vị ghé vào thăm ở Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ thấy cái bản đồ rất rõ của Sài Gòn năm 1892, thì thấy rõ ràng cái kênh này. Vành Đai này làm Sài Gòn thành ra như một hòn đảo, bởi vì tất cả mấy phía đều có biển, đều có sông cả. Kênh Vành Đai, rạch Thị Nghè, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé. Ở thời đó thì là bắt đầu có nhiều công trình kiến trúc xuất hiện, như là dinh tổng đốc, câu lạc bộ sĩ quan, tháp nước Sa Tô Đô, và các trường học, trường trung học Mạng Xứ mà nổi tiếng là trường Lê Quý Đôn hiện nay. Mấy cái màu đỏ đó là mấy cái công trình mà anh Đức vừa mới nói xong. Ta thấy theo cái bản đồ này thì ta thấy rằng là Sài Gòn với Chợ Lớn vẫn còn là nằm cách xa nhau. Và đây là ranh giới của hai cái đô thị đó. Và đây là không gian cư trú của Sài Gòn năm 1867 đến 1882. Màu đỏ tức là cái không gian cư trú là có cho tới năm 1862. Và màu vàng là cho thấy nó lan ra bên phía Tây. Chúng ta thấy cái màu vàng là những cái khu cư trú mới, nó ở về phía Tây. Như vậy là nó có chiều hướng kéo về phía Tây. Còn bên phía sông Sài Gòn, chúng ta là thấy là người dân đã qua bên Thủ Thiêm để ở rồi, và qua Cụm Tư, xuống Cụm Tư rồi. Đây là khu Chợ Lớn, thì như là khu Chợ Lớn tiếp tục phát triển, và những cái con đường màu tím, tức là con đường được xây dựng vào thời kỳ này. Và đây là không gian cư trú mà của Chợ Lớn vào thời kỳ đó, là tức là năm 62 tới năm 82, 20 năm thì Chợ Lớn đã rộng ra, mở ra từ bốn phía chứ không phải chỉ một phía như ở Sài Gòn. Và đây là bản khác, chúng ta thấy sông Sài Gòn thuyền bè đi rất nhiều, và bên cạnh sông Sài Gòn ta thấy cái vòng xoay và đường xá rất là ngăn nắp. Có nhiều công trình được xây dựng vào thời kỳ đó, mà đáng chú ý là cái cầu Móng. Và đường sắt thì hồi đó đã có là đường xe lửa và đường xe điện, đường xe lửa và tramway. Màu đỏ là đường xe lửa và màu xanh là đường xe điện. Cho thấy đường xe lửa đi thẳng tuốt những Chợ Lớn để đi xuống miền Tây. Còn đường tramway thì chỉ có đi từ Sài Gòn và Chợ Lớn và đi trở về lại. Ta thấy đường xe lửa, đây là cái bản mảnh cắt của cái bản khắc vừa rồi. Mà nếu quý vị để ý thấy là cái chiếc xe lửa
mà đi đi ra tới Gò Vấp luôn. Và cái hệ thống kênh rạch thời đó thì là cũng bị lấp đi, cái rạch mà cứ quanh thành phố là bị lấp. Và một cái con rạch rất quan trọng là rạch lớn, là cái rạch mà nối thành Bắc Quái với là Bến Nghé cũng bị lấp để trở thành con đường Sắc Ne, tức là con đường Nguyễn Huệ hiện nay. Chúng ta biết tới không gian cư trú, sự thay đổi không gian cư trú của Sài Gòn từ năm 1882 tới 1900, thì ta thấy rằng là trong khoảng mười mấy năm đó thì Sài Gòn, cư trú của Sài Gòn vẫn tiến về phía Tây, không có tiến qua ra phía Bắc bởi vì cái rạch Thị Nghè chặn lại. Nhưng mà phía dưới quận Tư đó thì có một, cũng có phát triển một ít ở bên một phía sông, và bên Thủ Thiêm cũng có một số dân cư qua bên đó. Ta qua cái phần Chợ Lớn thì ta thấy là Chợ Lớn đường xá cũng phát triển nhiều thêm và đi về phía Sài Gòn. Và đây là hệ thống kết rạch thời kỳ này rất quan trọng, bởi vì ở đây có thời kỳ này đầu thế kỷ thứ 20 thì hai con kênh lớn được đào là năm 1905 và năm 1912, thì kênh Tẻ là cái kênh màu xanh và kênh Đôi là kênh màu lá cây. Ta thấy đã có rạch Bến Nghé rồi nhưng mà vẫn người Pháp vẫn xây, vẫn đào thêm cái kênh Tẻ nữa, là bởi vì thuyền bè khi đó ở bến đi tới cảng Sài Gòn rất đông, và cái rạch Bến Nghé đó bị coi như là bị gì Abutaya. Như vậy thì là tàu thuyền đi tới cái ngã tư này thì một phần đi về Bến Nghé, một phần đi xuống cửa Tân Thuận. Và kênh Đôi, nãy chúng ta đã có nói tới cái kênh Tàu Hủ rồi, nhưng mà bây giờ người Pháp đã đào thêm kênh Đôi nữa chạy song song với kênh Tàu Hủ. Hệ thống có kênh rạch Chợ Lớn thì chúng ta thấy có cái màu xanh lá cây, thì đó là kênh Hàng Bàn được xây dựng vào thời kỳ đó, hồi đó gọi là kênh Hãng Rượu, được xây vào năm 1000, được đào vào năm 1923. Và kênh Hàng Bàn thì hiện nay đã bị lấp và bây giờ đã đào lại. Và một cái kênh mới được đào lên, và con kênh này rất thẳng, là kênh Lò Gốm. Chúng ta đừng có nhầm giữa kênh Lò Gốm là cái kênh màu xanh đó với rạch Lò Gốm. Và đây là không gian cư trú của Chợ Lớn 1882 tới 1900, tức là 18 năm. Thì Chợ Lớn phát triển giống như trước đây, tức là ra rất là nhiều phía, ở trên, ở dưới, Nam Bắc, Đông Tây. Và đây là bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1923 mà chúng tôi sẽ dùng để nghiên cứu cái thời kỳ này. Và cái bản đồ 1923 ranh giới của Bến Nghé với là Sài Gòn với là Chợ Lớn, và ta thấy cái mảng vàng ở giữa là vẫn là cái mảng mà còn thưa thớt dân. Và đây là ở Sài Gòn 1923 thì có thêm một số đường, mà cái đường đó nó hướng về phía Tây. Và ta nhìn xuống dưới ta thấy xuất hiện một con kênh mới là kênh Tẻ, và là con được có con đường song song với kênh Tẻ đó. Hiện nay thì chúng ta gọi là kênh Tẻ, và đây là đường sắt vào năm 1923. Đây là hiện nay đã có ga đường sắt Đông Dương, ga Chợ Lớn, ga Phú Lâm. Ngoài ra ta thấy có con đường sắt mới chạy theo sông Sài Gòn đi xuống Tân Thuận. Nếu quý vị nhìn kỹ thì là hai cái đồn dinh nó vẫn còn đấy, cái đồn tạo nên với cũ. Và cái hệ thống tramway thì vẫn hoạt động như cũ. Tramway thì đi sâu vào nhiều hơn ở trong Bến Nghé. Còn đây là chúng ta bước qua của đầu thế kỷ thứ 20 thì là khu cư trú của Sài Gòn vẫn tiến về phía Tây. Và ở đây có nhiều công trình rất quan trọng đã được xây nên, ví dụ như là Tòa Đốc Lý, tức là cái Ủy ban Nhân dân hiện nay, Dinh Đại tướng, tức là Tổng đại sứ hiện nay, nhiều công trình khác. Những cái hệ Sài Gòn đã có một cái hệ thống tượng đài rất nhiều, và đây là điển hình của cái vòng xoay của những cái đô thị vẫn nằm ven sông, ven biển. Người ta thấy vòng xoay điển hình đó, tức là nó hình bán nguyệt chứ không phải tròn.
Và đi đi xuống Chợ Lớn thì chúng ta thấy là đường xá ra Chợ Lớn lại phát triển về phía đông ở phía Sài Gòn. Và đồng thời cũng là về phía Tây. Và đây là khu cư trú của Chợ Lớn cũng vậy, khi nào cũng phát triển đồng đều hòa. Từ năm 1900 đến 1923 thì là màu vàng là cái vật màu mà phía sau này. Và chúng ta qua gần tới cuối rồi, 1919 tới 1945. Thời kỳ này thì là Sài Gòn và Chợ Lớn thành lập một đơn vị hành chính rồi vào năm 1931 và được lập thành một gọi là khu Sài Gòn Express. Region Sài Gòn Chợ Lớn. Ở đây là cái bản đồ mà đây là một bản đồ chứ không phải hai bản đồ mà bị làm tách ra. Thì đây là Sài Gòn và Chợ Lớn trở thành một. Và ta thấy rằng là Chợ Lớn thì mà được mở rộng và về phía Tây Bắc và phía Nam luôn. Còn Sài Gòn thì vẫn là như cũ. Đây là cái ranh giới của Sài Gòn và Chợ Lớn vào năm 1942. Và cái đường bộ của Chợ Lớn vẫn phát triển, có phát triển thêm vào 1942. Và đây là đường sắt của Sài Gòn Chợ Lớn năm 1942. Màu đỏ tức là đường xe lửa, màu xanh là đường xe điện, còn cái màu vàng tức là cái mà đã không dùng nữa. Và chúng ta thấy ở phía trên này là cái ga hàng hóa được xây dựng vào thời kỳ đó. Còn phía bên sông Sài Gòn thì ta thấy cũng đường sắt đi xuống dưới cầu Tân Thuận, tức là để lấy hàng hóa ở cảng Sài Gòn. Và thời kỳ này xuất hiện đường hàng không. Người Pháp bắt đầu xây dựng sân bay vào năm 1920 trên một cánh rừng thưa của cái làng Tân Sơn Nhất. Mà cái làng đó chúng tôi rồi đóng khung lại màu vàng, màu đỏ. Không gian cư trú của hai thành phố thì là bây giờ chúng ta thấy là màu đỏ là màu vàng đã bắt đầu dính vào nhau, tức là những khu dân cư mới đã bắt đầu tiến lại gần với nhau. Và khu dân cư của hai bên đã hòa lại với nhau. Và bây giờ chúng ta đến giai đoạn cuối là 45 đến 54. Sau năm 1945 thì quốc gia Việt Nam được thành lập trong khối Liên Hiệp Pháp và đứng đầu là Bảo Đại, sau đó là Ngô Đình Diệm. Và Sài Gòn được gọi là đô thành Sài Gòn Chợ Lớn và là thủ đô của quốc gia Việt Nam. Và chúng tôi dùng cái bản đồ 1958 để quan sát sự thay đổi của Sài Gòn vào thời kỳ đó. Đây là biên giới, cái ranh giới hành chính của Sài Gòn, của đô thành Sài Gòn Chợ Lớn. Về hệ thống giao thông thì thời kỳ này không có thêm hệ thống giao thông gì cả, chỉ có khác là tên gọi các đường xá tại thành đô thành Sài Gòn Chợ Lớn nó được Việt hóa, là cái tên của Pháp được đặt ở đây bằng tiếng Pháp ấy, thì được đặt thành tên tiếng Việt. Ví dụ như là đường Lê Lợi trước đây là đường Bona, trước đây là đường Bona thì được đổi thành là đường Lê Lợi, hoặc là đường Sắc Nea trở thành đường Huyện Huế. Khi này thì kênh làng bị kênh rạch tiếp tục bị lấp và kênh vành đai thì bắt đầu bị lấp ở đoạn đầu. Và đây là cái bản đồ cũng cái bản đồ 1958 mà chúng tôi đã minh họa lại cái không gian cư trú của thời kỳ đó. Thì đó là từ 1942 tới 1958. Màu đỏ là từ năm 1942 và màu vàng là 1958. Chúng ta thấy là thời kỳ này là Sài Gòn rất là đông đúc. Và vì đó là cái thời kỳ chiến tranh, cho nên là những cái bom đạn ở nông thôn đã đưa những người nông thôn về cư trú. Và Sài Gòn đã trải qua một cái thời kỳ gọi là đô thị hóa cưỡng bức, thời kỳ đô thị hóa cưỡng bức lần đầu tiên. Thứ nhất là bởi vì sau đó là 1954 tới 1975, một cái lần thứ hai nữa là cuộc đô thị hóa tiếp theo. Tôi xin dừng lại ở đây, chỉ có nói là cái thời kỳ này, thời kỳ mà 45 tới 54 là thời kỳ mà thành phố Sài Gòn cũng có phát triển nhiều bởi vì chiến tranh, trừ cái vấn đề dân số được lên. J'aurais deux questions si vous permettez. La première, c'est beaucoup plus ancien. Comment le site a été choisi? Pourquoi on a choisi ce site? Quels étaient les atouts de ce site? Et la deuxième, on voit une citadelle au début. Qui l'a construite cette citadelle qui est là très sophistiquée?
tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là cái từ trước xa xưa đó là vì sao là Sài Gòn lại được chọn, cũng là được chọn để mà phát triển, vì những cái ưu điểm nào của nó mà chủ tịch Nguyễn đã chọn lên này để phát triển. Câu thứ hai là hai cái thành, thành Quy và thành Phụng đó, thì là ai là người vừa xây dựng, tác giả thiết kế và xây dựng của hai cái tòa thành đó? Tại sao Sài Gòn được chọn để được phát triển như vậy? Thì cái này không phải là Sài Gòn được chọn mà cho tự Sài Gòn để đưa mình những cái điều kiện để được chọn như vậy. Vì hồi đó Sài Gòn là có cái cảng Sài Gòn, và cái cảng Sài Gòn này là nối cái buôn bán giữa đồng tất cả hàng hóa gần với hàng hóa của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là lúa gạo đi lên Sài Gòn này, và từ đó xuất ra miền Trung, miền Bắc và cả nước Đông Nam Á, thì là Sài Gòn là như một cái cảng, nó thu hút được cái sự phát triển như vậy. Ngoài ra hàng hóa của phía miền Trung, miền Bắc và nước ngoài vẫn có thể tới Sài Gòn để tới đây là dân chúng để tiêu thụ. Về bức thành của hai bức thành ai xây, thì người xây là Olivier Pimanien, là một người Pháp đã đi theo, đã được Bác Đa Lộc giới thiệu cho người Anh xây. Xây theo kiểu vô băng. Và cái quy hoạch ở trong thành Bắc Quái là do Trần Văn Học vẽ ra. Còn thành Phụ là vua Minh Mạng ra lệnh cho những quân đội của Triều Đình Nguyễn xây cái thành Phụng nhỏ hơn, cho nên không có đồ sộ như thành Bắc Quái. Lý do mà Minh Mạng cho phá thành Bắc Quái đi là bởi vì Lê Văn Khôi đã ở 3 năm trong thành đó mà vẫn chống cự được với quân triều đình. Cái thành Bắc Quái này xây bằng đá ong ở bên ngoài với vữa là mật ong. Thành Phụng cũng xây với cái bằng mật ong như vậy. Và thành Phụng có một cái thuyết cho rằng là thành Phụng cũng được xây bằng đá ong mà lấy từ cái thành của Bắc Quái ra. Tôi rất thú vị với cái sưu tầm rất phong phú những bản đồ này, rất nhiều bản đồ. Và tôi xin hỏi mấy câu. Thứ nhất là cái bản đồ đầu tiên đó, 1795 đó, thì tôi thấy ở trong cái thành Quy đó, nó có các đường đoạn đường kia hay ở ngoài nó có đường kia đó, thì các đường đó song song như vậy đó, thì nó đã có hoặc nó chưa, hay là nó chỉ bản đồ sau này? Một câu hỏi thứ hai đấy là cái chợ lớn đó, thì biết là rất nhiều người qua, mà do đâu đó thì cái chợ lớn đó cứ phát triển như thế đó, chợ lớn. Thế còn nữa đó, thì tôi đề nghị rằng là cái hội thảo ngày hôm nay đó, thì mình nên có những cái đề nghị với chính quyền hiện nay đó, nên làm gì. Ý kiến của tôi là thế này nhé. Theo tôi đó, cả nước đó, thì có thành phố tức là Sài Gòn này đấy là còn để lại rất nhiều kiến trúc của người Pháp, theo tôi là rất có giá trị. Vậy thì thứ nhất hỏi xem là những người đây là người Pháp đây đấy là thích một cái lộ trình nào đó, đi bộ đó và thấy được rất nhiều những kiến trúc của Pháp. Và nếu mà kiến trúc của Pháp như thế đó thì nên bảo tồn như thế nào? Đã có lần mà cái ủng sụp mà lên, ví dụ như là ngay cả biểu hiện đó mà cái một cái sơn đó nó khác đi đó là người ta cũng không đồng ý. Hay là cái chỗ mà cái sắc ne đó là cái coi như là một cái khu mà Pháp đây đó, thì có yêu cầu gì đó để thứ nhất là được Pháp đến đây để đi tham quan là những người đó và càng ngày càng nhiều đó. Tôi xin trả lời hai câu thôi. Câu thứ nhất là ai đã quy hoạch, tại sao này trong cái thành Quy bên ngoài thành Quy nó là nhân nông như vậy. Trần Văn Học là người đi theo người Anh tới khi người Anh làm vua, và sau này ông là chức đắc lực trong cái chuyện quy hoạch Sài Gòn. Ông cũng đã từng đi qua ở Pháp, học hành học ở nhiều ở Pháp rất nhiều.
Về câu thứ hai của anh Nhã là tại sao Chợ Lớn phát triển, nãy không biết tôi có nói hay không, thì Sài Gòn Chợ Lớn vào đó thì là Sài Gòn là khu hành chính nhiều hơn, còn Chợ Lớn là khu thương mại. Hai cái chức năng của cái đô thị Sài Gòn Chợ Lớn là khi đó. Và Chợ Lớn là chúng ta cũng biết rằng người Hoa là cái người có khiếu về buôn bán, và vì vậy cho nên là họ chú trọng tới việc buôn bán. Và cái vùng Chợ Lớn này là cái vùng nối đầu tiên đi vào Sài Gòn, là cái vùng mà trung chuyển từ dưới đồng bằng sông Cửu Long lên đó và đi qua tới đây, đi qua tới Chợ Lớn mình đến để Sài Gòn. Vì vậy cho nên ở Chợ Lớn phát triển rất nhiều là do vậy. Kênh sạch rất thuận tiện, đường xá cũng thuận tiện, và con người thì là khiếu về buôn bán, cho nên ở đó mà chiến tranh thì không có, cho nên là phát triển. Còn ở trên Sài Gòn này thì chúng ta biết chiến tranh này. Rồi là trước đó là lên khôi nổi dậy này, rồi sau đó là chiến tranh, cho nên Sài Gòn không phát triển về kinh tế như là Chợ Lớn. Câu hỏi là cái tên Sài Gòn nó là dùng vào thời nào mà từ lúc nào đó nó chỉ cái thành phố Sài Gòn bây giờ? Tại vì là trong trình bày đó thì là họ gọi cái thành phố đó phố Bến Nghé, nhưng mà trên cái bản đồ thì bản đồ là ghi là bản đồ Sài Gòn. Thì từ lúc nào mà người ta đã gọi cái thành phố Bến Nghé đó chuyển thành thành phố Sài Gòn và dùng luôn? Thực ra cái nếu mà đọc cái cuốn sách của Ngô Hồng Sền đó thì sẽ rõ cái lịch sử của Sài Gòn. Nên nhớ là cái lịch sử của thành phố Sài Gòn khác, mà cái tên Sài Gòn khác. Cái tên Sài Gòn đó thì hồi đầu nó không có ở cái Sài Gòn đâu, nó ở bên phía Chợ Lớn cơ. Nhưng mà sau đó là thành phố Sài Gòn, thì phải nói là thành phố Sài Gòn xuất hiện khi mà người Pháp mới nói đó. Chứ còn tên Sài Gòn thì nó đã lôi lắm. Thì chúng tôi cũng thích, và năm 2004 á là Tổng lãnh sự quán Pháp đã có tổ chức một cái triển lãm để mà giới thiệu những cái hình ảnh xưa của Sài Gòn vào năm 1954 với là những hình ảnh 2004, tức là 50 năm, khoảng cách 50 năm, tức là người ta triển lãm là có cái ảnh của cái nơi đó cùng với góc chụp đó vào năm 54 và góc chụp đó vào năm 2004 để thấy sự thay đổi. Và sau cái triển lãm đó thì người ta cũng in ra cái quyển sách gọi là Sài Gòn 50 năm đó. Cái quyển sách đó cũng rất là thú vị. Và tôi nghĩ là bây giờ vẫn có thể, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm được cái hình thức như thế này. Thế là tôi xin đề xuất là chúng ta sẽ có một buổi thứ hai, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Lê Quỳnh sẽ trình bày cái giai đoạn là từ năm 54 cho đến nay.